Hello, vâng, lại là mình đây, lại là A Phủ đây. Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn. Quay trở lại video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2024. Tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Lucid Sky Trinh Technology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Vâng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn yêu mến Ngọc Bình và mong muốn cập nhật những thông tin chính xác, chuẩn nguồn, quý vị không quên hãy dành ít phút thời gian để đăng ký kênh cũng như là chia sẻ đường link YouTube này. Vâng, nội dung ngày hôm nay Ngọc Bình cung cấp cho quý vị thông tin trên trang UST-INC. Thông tin đó là gì? Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Thông tin vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, thông tin nóng hổi ngày hôm nay. 5 ưu điểm của vận tải UST đối với hành khách trong mùa đông. Hiệu quả của công nghệ UST-IC đặc biệt rõ rệt trong điều kiện thời tiết khó khăn. Ví dụ trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, việc vận chuyển hành khách vẫn thoải mái như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào những vấn đề chính của giao thông đô thị phát sinh vào thời điểm này trong năm dưới con mắt của hành khách và tìm hiểu xem tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông UST mang lại những gì. Trạm ấm áp. Đứng trên đường bị gió thổi có thể khá khó chịu, đặc biệt nếu bên ngoài có bão tuyết hoặc mưa đá, độ ẩm trên quần áo và tuyết lấm lem dưới chân không làm mọi việc tốt hơn. Ngoài ra, tuyết rơi trên các bậc thang của phương tiện giao thông công cộng có thể khiến việc xuống tàu khá nguy hiểm. Theo các bác sĩ, mọi người thường bị trượt chân khi ra vào hoặc là xuống xe buýt hoặc là xe điện. Ngã trên cầu thang đóng băng có thể đặc biệt nghiêm trọng. Các nhà ga kiểu khép kín của tổ hợp cơ sở tầng giao thông UT bảo vệ khỏi thời tiết xấu. Sân ga đáp không có gió lạnh thổi qua, nhiệt độ bên trong được duy trì tối ưu cho hành khách. Hơn nữa, các quán cà phê, cửa hàng, hiệu thuốc và các cơ sở dịch vụ khác có thể nằm trên lãnh thổ của khu phức hợp. Bảo vệ khỏi dự thảo. Không phải lúc nào bạn cũng có thể khởi động cơ thể khi di chuyển trên phương tiện giao thông công cộng. Xe buýt, xe điện hoặc là xe điện dừng cứ 10 đến 15 phút hoặc thậm chí thường xuyên hơn. Và mỗi lần cùng với hành khách, không khí lạnh tràn vào bên trong xe qua cửa mở và nhanh chóng thay thế không khí ấm áp. Những luồng gió liên tục làm tăng nghiêm trọng nguy cơ hạ thân nhiệt cục bộ. Nó có thể dẫn đến tình trạng viêm cơ lưng hoặc là cổ của hành khách. U-Port đầu máy toa xe của tổ hợp cơ sở tầng giao thông UT chỉ dừng ở các ga loại kín, vì vậy hành khách được bảo vệ khỏi gió lùa và thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đến không chậm trễ. Thật khó chịu khi phải chờ phương tiện giao thông công cộng vào mùa đông, đặc biệt khi bên ngoài có bão tuyết hoặc là thời tiết lạnh giá, và nó trở nên khó chịu gấp đôi khi việc vận chuyển bị trễ. Mùa đông có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như tuyết lở dày hoặc là tai nạn hoặc là sương giá. Ngay cả việc về nhà với sự chậm trễ nghiêm trọng cũng là một bài kiểm tra. Nhưng nếu chẳng hạn bạn bị trễ máy hoặc là tàu hỏa thì sao? Vì vậy, vào tháng 11 năm 2022, 10 hành khách trên một chiếc xe buýt thành phố đã bị mắc kẹt trong vài giờ trên đảo Ruskai cách Vladivostok 1 km. Do mưa lạnh, mưa đá và rét đậm, con đường bị bao phủ bởi băng, xe buýt dừng lại và không thể đi tiếp. Hành khách cũng không rời đi, đường thì rất trơn. Nếu có một tuyến đường sắt vượt qua từ đảo vào thành phố thì thời tiết xấu sẽ không cản trở việc vận chuyển hành khách. Tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông UT hoạt động hiệu quả ngay cả thời tiết nhiệt độ cực thấp mà không sợ điều kiện thời tiết bất lợi, vì cầu vượt nằm trên mặt đất nên cũng không bị ảnh hưởng bởi băng và tuyết. Việc đóng băng cũng không nguy hiểm vì bánh xe thép của U-Port tự làm sạch tuyết. Không có giới hạn. Khi bạn là hành khách đi xe buýt hoặc xe điện, nguy cơ gặp tai nạn vào mùa đông là rất cao. Ví dụ, cứ 6 vụ tai nạn ở Vladimir lại xảy ra khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chủ yếu là vào mùa đông. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2022, điều kiện đường xá khó khăn đến mức do thời tiết xấu, riêng một số xe buýt của hãng vận tải Osto đã bị hư hỏng trong các vụ tai nạn.
Và trong khi hành khách trên xe ít nhất đã được thắt dây an toàn, mọi thứ còn lại khi bạn tham gia phương tiện giao thông công cộng đều đang bám chặt vào tay vịn, nguy cơ hành khách bị thương trong một vụ tai nạn là cao hơn nhiều. Đây chính là những gì đã xảy ra vào tháng 11 năm nay ở Primorsky, nơi một chiếc xe buýt chở 14 học sinh bị lật, 8 người trong số họ bị thương và 6 người phải nhập viện. Vì cầu vượt UT nằm cách mặt đất vài mét nên loại trừ khả năng va chạm với các phương tiện khác, bản thân U-Port được trang bị hệ thống ngăn ngừa va chạm và khả năng điều khiển chuyển động của chúng hoàn toàn là tự động. Gió mạnh không ảnh hưởng đến sự thoải mái và an toàn khi vận chuyển do tổ hợp UT thực hiện, trong khi hoạt động vận tải mặt đất trong điều kiện như vậy thì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, vào tháng 12 năm nay, tại lãnh thổ Kralovsa, một chiếc xe buýt chở hành khách đã trượt xuống mương và bị lật do gió mạnh. Nhiệt độ hoàn hảo. Có lẽ tất cả những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào mùa đông đều quen thuộc với tình trạng mặc quần áo dày khiến việc đi xe buýt giống như là đi tắm hơi. Điều này gây khó chịu và đặc biệt có hại cho cơ thể khi hành khách nóng bức phải quay lại với thời tiết băng giá bên ngoài. Vì các nhà ga của tổ hợp cơ sở tầng và giao thông UT bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt, nên bạn có thể cởi áo khoác ngoài trước khi đi. Hệ thống kiểm soát khí hậu của U-Port giữ nhiệt độ bên trong cabin luôn thoải mái trong suốt chuyến đi. Hành khách cũng xuống ga ấm áp, không sợ lạnh cóng. An toàn, ấm áp và luôn đúng tiến độ. Như bạn có thể thấy, tổ hợp cơ sở tầng và giao thông UT giúp cho việc di chuyển đi vào mùa đông, cho những chuyến đi vào mùa đông trở nên an toàn và thoải mái. Hành khách không phải lo lắng chuyến bay sẽ bị hủy hoặc là bị delay do thời tiết xấu. Nhiệt độ tối ưu sẽ được duy trì bên trong U-Port trong suốt tuyến đường và bản thân con đường sẽ không mất nhiều thời gian. Hoạt động của tổ hợp hạ tầng giao thông UT không bị ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông và thời tiết xấu. Vâng, thưa quý vị, đó là thông tin trên trang USTNC. Và qua bài viết này thì chúng ta đã thấy rằng là ưu thế của công nghệ UT, đặc biệt là trong mùa đông, những nơi mà có thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại một nút like. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.